gửi lời chào và cảm ơn tất cả các con đã dành thời gian đến với khóa học Tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Cô trò chúng mình tiếp tục tìm hiểu bài học về chữ vờ, chữ sờ, âm vờ, âm sờ. Sau khi đã cùng nhận biết và đọc hai chữ cái, đọc tiếng chứa hai âm, cô trò chúng ta sẽ đọc từ ngữ và đoạn văn. Trên màn hình, cô có 4 từ chứa tiếng có âm vờ hoặc âm sờ. Con đọc đánh vần và đọc trơn cùng cô nhé. Vờ, ơ, vơ, hỏi, vờ. Vờ, e, ve, ngã, vẽ. Vờ, vẽ. Vờ, ia, via, hỏi, vỉa. Hờ, e, he, huyền, hè. Vỉa, hè. Sờ, e, xe. L, u, lu. Xe, lu. Thờ, y, thi, nặng, thị. Sờ, a, xa, ngã, xã. Thị, xã. Cô cho chúng ta đọc trơn cả 4 từ trên màn hình. Vở, vẽ. Vỉa, hè. Xe, lu. Thị, xã. Sau khi đọc, hãy củng cố với cô trong câu hỏi sau đây. Các con thân mến, trong 4 từ này, chúng mình có thể xác định được âm vờ trong tiếng vở, âm vờ trong tiếng vẽ, âm vờ trong tiếng vỉa, âm sờ trong tiếng xe và âm sờ trong tiếng xã. Các con cùng nhận biết âm vờ, âm sờ ở các tiếng của mỗi từ. Và tương ứng với 4 từ, cô lại có 4 hình ảnh thế này. Con xác định được hình ảnh đầu tiên chính là những cuốn vở vẽ. Hình ảnh thứ hai thích hợp với từ nào vậy các con? Chính xác, hình ảnh thứ hai chính là một chiếc xe lu. Tiếp theo, chúng mình có hình ảnh minh họa cho từ vỉa hè. Ở thành phố có những vỉa hè rất rộng dành cho người đi bộ. Và từ cuối cùng, hình ảnh cuối cùng của chúng ta chính là thị xã. Sau khi đã đọc các từ, đã thấy những hình ảnh minh họa cho các từ, các con sẽ cùng thấy được một lần nữa âm vờ, âm sờ trong những tiếng ở mỗi từ đã được tô màu đỏ. Và cô trò chúng mình sẽ nâng cao hơn một chút với nhiệm vụ đọc. Các con sẽ đọc câu văn, đoạn văn. Trên màn hình là hình ảnh và đoạn văn. Cô trò chúng ta sẽ cùng đọc đánh vần và đọc trơn các con nhé. Ngờ, y, nghi, hỏi, nghỉ. Hờ, e, he, huyền, hè. Bờ, ô, bô, sắc, bố. Mờ, e, me, nặng, mẹ. Chờ, o, cho. Hờ, a, ha, huyền, hà. Vờ, e, vê, huyền, về. Quờ, ê, quê. Chúng mình đọc trơn được câu văn thứ nhất. Nghỉ hè, bố mẹ cho Hà về quê. Câu văn thứ hai được đọc đánh vần và đọc trơn như sau. Quờ, ê, quê. Hờ, a, ha, huyền, hà. L, a, la, huyền, là. Sờ, ư, su, sắc, xú. Sờ, ơ, sơ, hỏi, sờ. Cờ, ua, cua, hỏi, của. Giờ, ưa, dưa, huyền, dừa. Đọc trơn. Quê Hà là xứ sở của dừa. Cô trò chúng mình cùng đọc trơn lại một lần nữa đoạn văn gồm hai câu này. Nghỉ hè, bố mẹ cho Hà về quê. Quê Hà là xứ sở của dừa.
Trong đoạn văn, con có thể thấy âm vờ trong tiếng về và âm sờ trong tiếng xứ. Đọc kỹ đoạn văn, cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu nội dung thông qua các câu hỏi sau đây. Trước hết, con cho cô biết, nghỉ hè nhà Hà đi đâu? Đúng rồi, nghỉ hè nhà Hà về quê chơi. Hình ảnh nhà Hà ba người mang hành lý, đồ đạc về quê chơi. Và nhà Hà đã đi trên con đường của làng quê. Quê Hà có cây gì vậy? Câu văn thứ hai, các con đọc được quê Hà là xứ sở của dừa. Như thế, quê Hà có cây dừa. Quan sát kỹ hình ảnh, con thấy cây dừa có đặc điểm là thân thẳng, cao vút, có các tàu lá dài. Quả dừa thì sẽ có nước bên trong. Có thể con không nhìn thấy cây dừa, nhưng chắc hẳn con biết đến quả dừa. Con có thích uống nước dừa không? Trong quả dừa không chỉ có nước để uống mà còn có cùi dừa để ăn sống hoặc để nấu lên ăn cũng rất thơm ngon. Ở nước ta, dừa được trồng nhiều ở Phú Yên hay là Bến Tre các con ạ. Ngoài ra, các con cũng có thể thấy cây dừa có rất nhiều quả kết thành chùm. Ngoài nước uống, cùi để nấu ăn, con còn được thưởng thức kẹo dừa, mứt dừa, vân vân. Nội dung này đã kết thúc phần đọc. Kế tiếp, cô trò chúng mình chuyển sang nhiệm vụ viết. Các con theo dõi cách viết chữ vờ. Chữ sờ được viết như sau. Trong từ vở vẽ, cả hai tiếng đều có âm đầu là âm vờ. Chúng mình cùng theo dõi. Ở từ xe lu, tiếng xe chứa âm đầu là âm sờ, con theo dõi cách viết. Con thân mến, chữ vờ, chữ sờ, từ vở vẽ và từ xe lu, các con nhớ viết thật đẹp, thật đúng vào vở tập viết. Trên bàn phím máy tính, cô khoanh tròn vào chữ vờ và chữ sờ, các con cùng nhận biết.
Trên bàn phím này, nếu như bấm vào chữ sờ, con không chỉ được chữ sờ, mà trong những trường hợp tạo dấu, con sẽ tạo thành được dấu ngã, các con nhé. Ví dụ, cô muốn gõ tiếng vẽ. Cô sẽ ấn vào phím chữ V, chữ E, rồi chuyển đến chữ sờ để có dấu ngã trên đầu âm E. Hoặc là nếu như cô muốn gõ tiếng xe, cô sẽ bấm vào phím chữ sờ, rồi chuyển đến phím chữ E. Các con có thể thực hành trên bàn phím máy tính để cho thành thạo hơn. Cuối cùng, cô trò chúng ta sẽ cùng thực hiện kỹ năng nói. Các con sẽ nói với chủ đề thành phố và nông thôn. Cô có hai bức tranh như sau. Các con thấy mỗi bức tranh này vẽ cảnh gì? Rất chính xác. Bức tranh ở phía bên trái màn hình có những nhà cao tầng, đường nhựa và xe cộ rất nhiều. Bức tranh này vẽ cảnh ở thành phố. Còn bức tranh số 2 vẽ ao hồ, có con trâu kéo xe, con đường làng nhỏ quanh co, có cả người ngồi câu cá. Và bức tranh này vẽ cảnh ở nông thôn. Cảnh vật ở trong hai bức tranh có gì khác nhau? Chúng ta có thể xác định được, cảnh ở đường phố thì nhộn nhịp, tấp nập người qua lại. Còn cảnh ở nông thôn thì thanh bình, yên tĩnh. Các con thân mến, dù ở thành phố hay nông thôn thì đều có những điều thú vị riêng. Dù là chúng ta sống ở đâu, con cũng cần giữ gìn và phát huy những điều tốt đẹp ở nơi mình đang sống, các con nhé. Nội dung này cũng đã kết thúc video bài giảng của chúng ta. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các con trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn, các con nhé.